Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đến thăm tặng quà, hỗ trợ cháu Mông Văn Hưng, trú tại xóm Đồng Mây, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân cháu mắc bệnh thiếu máu huyết tán từ lúc 8 tháng tuổi. Tại gia đình cháu Mông Văn Hưng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trao quà cùng tiền mặt trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Thái Nguyên. Công ty SEVT trao 95 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà ý nghĩa từ chương trình Con đường ước mơ Samsung. Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ và xã Tân Long cũng tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho cháu. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn đối với công tác chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.